bạn đến với cái channel thì mình phải nói sao đây ta, hiện tại mình gọi là bận công việc một tuổi khá là nhiều nên mình cũng sẽ không thể nào đáp ứng để mà live stream cho các bạn xem và những con game của mình. Tối mình cần nghỉ và hiện tại mình đang có một khá gọi là cái sở thích khá nhỏ nhỏ về chó mèo ấy. Thì bây giờ mình và anh Hiệp sẽ quay một vài, nói chung là các series này sẽ nói về cái vấn đề quay với thú cưng nhiều hơn, pet nhiều hơn, tại vì anh em mình cũng đang xúc về thú cưng đấy. Thì muốn thông báo đến các bạn là như vậy đấy, và mình cũng có vài một cái kênh làm về thú cưng ấy, các bạn có thể vào và xem, nhớ comment và like và share video cho mình nhé. Nếu mà mai mốt mình lại, tụi mình rảnh thì tụi mình lại tạo ra một kênh livestream tiếp. Đúng. Và hiện tại mình vẫn còn cái kênh gọi là Mong Man do Hiệp tạo lại để đi review đồ ăn ấy. Thì sắp tới đây thì mình đang học cái gọi là lái xe bốn bánh. Thì sau cái khoảng thời gian đó mình và anh Hiệp sẽ tái hợp lại và đi ăn khắp Vũng Tàu hay qua Bà Rịa. Tại chúng mình đang hoạt động ở dưới đây thì mong các bạn sẽ đón nhận vào khoảng thời gian sớm nhất có thể. Nếu các bạn muốn giải trí thì muốn khỏi những con thú cưng vui thì các bạn có thể tới kênh của tụi mình nha. Ok, sau đây là tụi mình sẽ quay chạy về con mèo. Con này không dám lại chó đâu, nó sẽ nhét lắm. Em cứ bế ra đây thử coi.
người thấp người đã lùi về. Chó lại anh lên lại mèo liền.